Shop âm thanh Mạnh Hiền Audio Lâm Định xin gửi lời chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác một số cái sản phẩm mới được sưu tầm và cập nhật cho các bác giá để các bác tham khảo lại. Đấy, hôm nay thì video thì vào tối thứ bảy thì em giới thiệu cho các bác bốn sản phẩm này. Đầu tiên là một cục súp của hãng Soli rất là gấu bát 30 nhá. Rất là đẹp, rất là chất lượng ạ. Và sản phẩm thứ hai thì giới thiệu cho các bác một con dề của hãng Cricket. Đấy. Mark 7A này, dòng bà gem rất là nổi tiếng của Nhật ạ. Dành cho dân chơi, những cái bác mà sưu tầm và nghe những đôi tai kỹ tính ạ, thì cho con dề này vào chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy, và sản phẩm thứ ba giới thiệu cho các bác ngày hôm nay thì đó là một cái cục đèn nháy nhá. Cục đèn nháy báo các giải tần. Đấy, chức năng của nó là chỉ có đèn nháy trang trí không ạ, rất là đẹp luôn, rất độc đáo, của hãng Zotel này các bác này. Đấy, báo giải tần số từ 16 kHz cho đến 32 Hz này. Đấy, rất là đáng chơi, đáng sưu tầm nhá, cắm bất kỳ vào bộ dàn nào cũng có thể nháy được. Đấy, một cái món đồ trang trí cho bộ âm thanh của mình rất là hay. Và sản phẩm thứ tư ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con đầu băng cối 4.300 thường trong tình trạng rất là đẹp, đẹp xuất sắc ạ. Đấy, và bây giờ em xin đi vào giới thiệu và báo giá chi tiết từng sản phẩm cho các bác. Thì đầu tiên thì là em giới thiệu cho bác một con súp Yamaha này, các bác có thể kết hợp trong cái bộ hát hoặc là nghe nhạc gia đình tuyệt vời luôn ạ. Đấy, bác nào mà muốn chốt cái sản phẩm nào ngày hôm nay thì xin liên hệ số điện thoại 0912842187. Đấy, em ship hàng toàn quốc ạ. Đấy, đầu tiên thì quay chi tiết cho các bác con súp Soli này, dòng đời cao, phân khúc đời cao mà giá rất là bình dân, giá tốt ạ. Sở hữu bát 30 nhá. Con này sở hữu bát 30 này, kệ luôn cho bác xem này. Quá đẹp luôn ạ. Gân cao su nhá, gân cao su béo này, tiếng cực kỳ hay. Đấy, gõ như này tiếng nó hay và màng của nó là màng làn sóng này. Làn sóng như kiểu JB ấy ạ. Tiếng cực hay luôn. Đấy, tem Soli, tem bằng nhôm này. Đấy, sở hữu bát 30 nhá các bác nhá, đây này. Bát 3 tấc đấy ạ. Và công tắc nguồn và đèn báo nguồn ở phía trước luôn. Đấy, chiều cao của em ló thì là tầm khoảng gần 50 phân. Chiều ngang thì tầm khoảng gần 40 ạ. Chiều ngang tầm 38. Đấy, và bây giờ em xin giới thiệu cho bác rất là tỉ mỉ luôn này, góc cạnh và vuông nét đẹp luôn này, như mới tinh luôn ạ. Đây còn nguyên cả tem số sơ di ở của xịn của nó nhá. 220122 này. Quá đẹp luôn. Đấy, sở hữu vỏ vân simili và màu vân gỗ màu vàng ạ. Rất là đẹp, chưa có mông má sơn tút bất kỳ một tí gì luôn. Đấy, con trầm này mà có một chút gì về mông má sơn tút thì điếu không các bác luôn ạ. Đấy, và tiếp tục quay cái tuyến đằng sau cho các bác tham khảo này. Đây nhá, Soli này model SA-MVKM 500. 100V này, 100W, 50-60Hz. Số sơ di của em đó là 220122. Đấy. Đúng cái số sơ di trên lóc luôn này. Và con này là made in Malaysia. Đấy, xuất xứ ở Malaysia nhá, quá chất lượng rồi ạ. Đây, lỗ thông hơi của nó khù khòm ở đằng sau này, tạo ra chất âm cực kỳ hay luôn. Có công tắc nguồn đặt ở chế độ auto và chế độ tắt, tắt cơ và tắt tự động. Đấy. Đây là đường đánh line, đánh các bác có thể kết nối với âm ly, đánh trực tiếp âm ly vào đây và đánh line ra cầu hai loa kênh phải kênh trái. Đây là hai đường tín hiệu vào này, hai đường tín hiệu analog vào, các bác cắm vào âm ly hát hoặc âm ly nghe nhạc thì ok hết. Cực kỳ là chất lượng luôn, đẹp xuất sắc.
Đấy, và con này thì cái công tắc chỉnh volume và cắt tần của nó ở trên đấy nhá, cũng rất là tiện dụng đấy ạ. Volume đây và Lockman vật pha này, công tắc pha này, và đây là chiến áp volume này, và bên đây là công tắc cắt tần này. 200Hz xuống 50Hz này, quá chất lượng, quá đáng chơi luôn ạ. Một cục trầm Soli rất là đáng chơi và giá rất là bình dân, bát 30 nhá. Với cục trầm Soli trong tình trạng xuất sắc, nguyên bản zin 100%, nguyên chất bãi, thì cục súp này thì em bán cho các bác với giá là 6.600.000 bao ship toàn quốc. 6.600.000 cho cục súp bát 30 này, cực kỳ hay luôn ạ. Nếu mà Yamaha thì cục này là phải 10 mấy triệu, chất âm thì không kém Yamaha, có thể còn hay hơn cả Yamaha luôn các bác ạ. Đây này, cục trầm lên cái gân này là cực kỳ là hay luôn, đánh rất uy lực. Các bác kết hợp đánh trong cái phòng tầm 30-40m² thì rất ok luôn. Đấy, và tiếp tục để giới thiệu cái sản phẩm thứ hai ngày hôm nay cho các bác, thì là một cục dè này, cục dè của hãng Clickit. Đấy, rất là hiếm luôn, Mark 7A. Đấy, sở hữu đường vào có đường follow Tulo 8182 và OX này. Chiến áp volume và system với lại vọt này. Chiến áp ba lăng, và đây là chiến áp lưng tần số thấp này, low bass này. Đấy, cái tần số thấp của nó rất cực kỳ là hay luôn. Công tắc power và các cái chế độ đường vào, monitor 1, monitor 2 này, đường ao ra này. Sở hữu hai cái hôm bên là hai hồi gỗ nhá, vân gỗ nguyên zin và hồi gỗ zin luôn ạ, đẹp keng. Đấy, quay rất là kỹ và chi tiết cho các bác tham khảo. Đấy, đáy của em nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy, đường ra này các bác này, hai đường bờ rem ra nhá, đường dè ra này, Clickit 06081 Mark 7A này, Universal này, và các đường vào của nó đây, follow này, Tulo 8182 AUX này, và có thêm đường 8182 bên đây nữa. 8182 này là đường ao, đường ao dành cho phần thu đấy ạ. Và bây giờ em xin đi vào khám phá cái nội thất cho các bác tham khảo, các bác chiêm ngưỡng một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng mà người Nhật đã sản xuất cách đây khoảng trên 50 năm rồi, 50 năm, tầm 50 năm ạ, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, quá là chất lượng luôn các bác nhá, cực kỳ chất lượng, cực kỳ kỹ. Hai phần kênh trái kênh phải của nó là riêng biệt ạ. Cái mé mặt trên này của nó là dành cho là kênh kênh phải này, và kênh trái nó cũng hai vỉ như này, làm ở dưới và bên áp nguồn chữ U này. Đấy, nguồn của nó rất là gấu luôn, kỹ luôn ạ. Các chiến áp của nó độ chính xác rất là cao, chiến áp rất là to và đẳng cấp luôn ạ, không giống ai luôn, áp to mà quá kỹ. Con dè rất là đáng chơi trong bộ âm thanh cổ, các bác có thể kết hợp thêm con dè này thì là tiếng cực kỳ hay, hoặc ghép với những cái cục power. Đấy, chất âm của nó gần như là đèn luôn ạ, mềm nhũn nhùn luôn ạ. Bây giờ mở luôn cái đường hậu sau cho các bác tham khảo luôn ạ. Quá mới luôn. Đây các bác này, sản xuất từ năm 1973
75 đến giờ nhá. Đây cái mên vỉ nó còn ghi luôn này. Kênh thì kênh 2 này, 1975 này. Tháng 4 là 1975. Đấy, mên bên đây cũng vậy này. Tháng 12 năm 1975 này. Đấy, tất cả các linh kiện của nó rất là cao cấp luôn. Đây là diode lắng nguồn của nó đẳng cấp luôn này các bác này. Đấy, toàn đồ kỹ hết ạ. Độ chính xác rất là cao và tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy, bác nào đang có bao cổ nhá, những cục bao cổ của Nhật hoặc là của Mỹ thì các bác lên ghép con rè này vào thì tuyệt vời luôn ạ. Quá xuất sắc. Đấy, và em xin báo giá luôn cái con rè này thì hôm nay bán cho các bác với giá là 6.500.000 bao ship. Đó, rất tốt luôn, rất đáng chơi ạ. Cộng này ở bên nếu mua đấu e bay bên Nhật về thì phải trên chục triệu. 6.500.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Quá đáng chơi. Đấy, và tiếp tục cái sản phẩm thứ ba giới thiệu cho các bác ngày hôm nay thì đó là một cục đèn nháy nhá. Cục đèn nháy để trang trí và kiểm tra tín hiệu của hãng Zotel. Đấy, model của em nó là RI 1010 này. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Size của em nó là size 43 cm và có 9 áp volume bằng trước này, chỉnh cho đèn nháy này. Đây là các bác làm báo cáo nhìn này. Đấy, 9 áp volume nhá. Và có đề si ben này. Đấy, đề si ben này. 12 decibel, 24 decibel và 38 decibel này. Rất hay ạ. Đấy, hiện tại em đang lấy tín hiệu từ cái băng cối đấy nhá, nên tiếng trung nó nhiều đấy các bác này. Đấy, giải trung ở giữa nó nhiều. Nếu mà giải bát và giải tép nó nhiều thì nó sẽ nháy cái đèn này lên. Đấy, đang thiên vào trung. Đấy. Nhạc cổ mà thì nó thiên vào tiếng trung ạ. Rất mới luôn ạ. Zotel RI 1010 này. Mắc 19W. AC từ 100 cho đến 240V này. Tokyo Japan. Hàng xịn nhá. Đấy, cái tem của nó rất là đẳng cấp luôn ạ. Tem nhôm rất kỹ luôn. Rất đáng chơi. Một cái sản phẩm mà không đáng mấy tiền. Các bác trang trí ở bộ dàn của mình là rất là tuyệt vời. Đấy, và em xin tháo luôn để khám phá nội thất của em nói cho các bác tham khảo. Đấy, quá là chất lượng luôn ạ. Mít giày máy của nó rất là đẳng cấp. Rất là mới luôn nhá. Con này có thể là chuyển điện thành 220 được các bác ạ. Đây là có dây sẵn đây này. Có chở dây sẵn luôn ở đây. Đấy, nó điện 100 và 220. Nguyên zin tuyệt đối ạ. Đấy, một cái món đồ rất là đẹp, rất là trang trí. Các bác có thể kết nối bất kỳ một cái âm ly nào nhá. Kết nối với bất kỳ một âm ly nào có đường ra là các bác cắm tín hiệu nó nháy. Đấy, và em xin báo giá luôn cho các bác cái cục đèn nháy để kiểm tra tín hiệu này thì là em bán cho các bác với giá là 2.200.000 bao ship. 2.200.000 bao ship toàn quốc này. Đấy, đèn led lên rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Đấy, và tiếp tục cái sản phẩm thứ tư ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con đầu băng cối quốc dân. Dòng này em đã bán rất là nhiều rồi ạ. Đợt vừa rồi em bán tới vài ba chục con rồi. Thì hôm nay mới dọn được con này thì báo giá cho các bác. Đây, tất cả mặt máy của nó rất đẹp nha, đang hoạt động rất là êm ái luôn ạ.
Đấy, rất là mới nha, mặt rất là sáng sủa. Đây, các tính năng của nó này hoạt động hoàn hảo luôn, luôn ngược lại này. Chạy ngược nha, sẽ chạy ngược này. Chạy xuôi ạ. Đấy, và em xin báo giá luôn cho con đầu tách A4300 auto revert và dòng rất là bình dân. Rất là bình ổn giá. Thì với sản phẩm đầu băng cối tách 4300 ngày hôm nay thì như con này thì em bán cho bác với giá là 9.200.000 bao ship. 9.200.000 bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Đấy, và hôm nay thì em xin giới thiệu cho bác bốn cái sản phẩm mới này. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0912 842 487, em ship hàng toàn quốc ạ. Đấy, và bây giờ em xin dừng video. Cuối video xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian để theo dõi video của em ạ. Bác nào đang xem video thì xin cho em một nút like, nút chia sẻ. Và các bác nào chưa đăng ký thì xin nhấn đăng ký để theo dõi những video kế tiếp. Thì em sẽ báo giá và giới thiệu cho các bác tham khảo ạ. Em xin chào các bác ạ.